Huỳnh Hiểu Minh chi hàng trăm triệu để nhân viên chơi xổ số, dân mạng liền gọi hồn tại Na. Đây không phải là lần đầu tiên Huỳnh Hiểu Minh khiến công chúng choáng váng trước độ chịu chi của bản thân. Trong đợt Tết Nguyên Đán vừa qua, Huỳnh Hiểu Minh đã tặng nhân viên 30.000 nhân dân tệ, gần 107 triệu đồng cho nhân viên chơi xổ số. Khi 6 nhân viên vô tình chơi quá 1.500 nhân dân tệ với số tiền đã cho, Huỳnh Hiểu Minh chỉ xua tay bảo, tiếp đi chơi tới 40.000 nhân dân tệ. Sau khi nhân viên đã chơi tới 39.000 nhân dân tệ, Huỳnh Hiểu Minh lại nói thêm 10.000 nhân dân tệ nữa. Anh chàng đã chi gần 180 triệu đồng để nhân viên chơi xổ số, không những vậy còn phát nhân viên mỗi người 2 bao lì xì. Huỳnh Hiểu Minh luôn được biết đến là một ông chủ hào phóng, không chỉ lì xì nhân viên studio hàng trăm nghìn nhân dân tệ mà còn tặng điện thoại đời mới. Thậm chí vào ngày của mẹ, Huỳnh Hiểu Minh còn chuẩn bị quà cho mẹ của nhân viên. Có lần anh còn trực tiếp tặng một chiếc xe ô tô cho nhân viên ở một buổi họp báo. Trước đó, ở đoàn làm phim, Huỳnh Hiểu Minh cũng lì xì cho tất cả các nhân viên, diễn viên, quay phim, hậu kỳ, đạo diễn, quản lý hiện trường đều nhận được lì xì. Mỗi chiếc lì xì là 500 tệ, 1,8 triệu đồng. Cả đoàn phim lên xuống hàng trăm người nhưng Huỳnh Hiểu Minh sẵn sàng chi tiền. Có thể thấy, Huỳnh Hiểu Minh vẫn là một người hào phóng, trượng nghĩa, biết đối nhân xử thế. Trong giới giải trí, Huỳnh Hiểu Minh luôn nhận được đánh giá cao từ cả đồng nghiệp lẫn giới phóng viên. Nhiều người cũng gọi hồn tại Na, nữ MC nổi tiếng của show Happy Camp vì scandal quyệt tiền gần đây của cô. Giữa lúc có tin của tại Na thì nhìn Huỳnh Hiểu Minh đúng là một trời một vực. Ai tác tại Na vào bài viết này đi. Được biết, những ngày qua, showbiz Hoa ngữ không khỏi xôn xao trước drama vợ chồng MC tại Na Trương Kiệt bị tố bùm kèo người môi giới bất động sản, cố tình từ chối mua biệt thự để lén lút tự liên hệ với chủ nhà nhằm trốn trả số tiền hoa hồng gần 1,2 triệu tệ, 4,2 tỷ đồng. Điều đáng nói, ngay sau khi drama nổ ra trên mạng xã hội và các diễn đàn nổi tiếng, chủ đề vì sao tại Na bị ghét trở thành tiêu điểm nóng, thu hút hàng chục ngàn bình luận. Kể từ đây, loạt scandal tố nữ MC keyboard kẹt sĩ và tính cách lương lẹo đã bị netizen đào lại, biến các diễn đàn trở thành đại hội bóc phốt lớn ngay dịp đầu năm. Một trong những drama nóng hổi nhất được dư luận chú ý đó chính là vụ tại Na quyệt tiền của đồng nghiệp. Tham gia chương trình chuyến du lịch của người vợ, khi tới một trung tâm thương mại tại Úc, tại Na nhờ Bao Văn Tịnh, bà xã diễn viên hài Bao Bố Nhĩ quẹt thẻ để mua túi xách hàng hiệu trị giá 30.000 đô la Úc, 487 triệu đồng, còn cô lẻn đi vệ sinh. Sau khi thấy tại Na đi khỏi nơi thanh toán, Viên Vịnh Nghi hỏi Bao Văn Tịnh, tại Na lại quên thẻ đấy à? Không ít netizen phân tích lời nói của nữ diễn viên họ Viên có ý mỉa mai nữ MC rất nhiều lần diễn cảnh quên thẻ quên tiền để nhờ thanh toán hộ. Không thể ngờ rằng về sau Tạ Na chỉ trả lại cho bà xã Bao Bố Nhĩ đúng 30.000 tệ, 107 triệu đồng, tức là thiếu 380 triệu đồng. Trên chuyến xe trở về, Bao Văn Tịnh có ý muốn lấy lại số tiền còn thiếu. Vậy nhưng MC Đình Đám tỏ thái độ lật lọng. Chị mà là em, chị sẽ cảm thấy ngại lắm đấy. Chị và chồng em có mối quan hệ rất tốt, hay coi như đây là quà năm mới luôn đi. Người đẹp tiếp tục nói thêm một câu, biết thế lúc nãy trả 30.000 bạc, 20 triệu đồng. Khi chứng kiến cảnh này, Trương Tử Chi cũng phải nói nửa đùa nửa thật với Bao Văn Tịnh, người ta lợi dụng em quá rồi. Không dừng lại ở đó, khi Bao Bố Nhĩ tham gia chương trình Happy Camp, Tạ Na tiếp tục lôi chuyện cũ ra nói, chị vẫn còn nợ tiền vợ em đấy. Bị dồn vào tình thế khó xử, nam diễn viên đành gãi đầu gãi tai trả lời lại, không cần trả lại tiền đâu, coi như là mua quà cho mấy đứa nhỏ nhà chị đi vậy. Chứng kiến câu chuyện quyệt tiền đầy lắc léo này, netizen thở dài ngán ngẩm, không hiểu sao một MC Đình Đám lại có thể cư xử thiếu lịch sự tới vậy. Chưa dừng lại ở đây, bài phỏng vấn cũ của MC Hà Cảnh về Tạ Na cũng gây sốt. Vốn là đồng nghiệp và bạn bè thân thiết rất nhiều năm trời, Hà Cảnh nửa đùa nửa thật khi kể về Tạ Na. Anh cho biết cô bạn thân rất nhiều lần mượn tiền gấp nhưng không bao giờ trả lại. Tuy nhiên Hà Cảnh vẫn nói đỡ cho đồng nghiệp, cho mượn gấp nhưng tôi không có ý cho vay, coi như tôi cho cô ấy luôn. Ekip Happy Camp thường xuyên cùng đi ăn với nam diễn viên Ngụy Đại Huân, Tạ Na và tình cũ Dương Mịch luôn giả bộ tranh nhau trả tiền, nhưng mỗi lần như vậy đều là do Hà Cảnh chi trả. Có một lần Hà Cảnh buộc miệng nói vui, ngày trước cô ấy hay trốn trả tiền, bây giờ lại tranh trả, nhưng nhìn túi của Tạ Na nhỏ thế kia, có bới tìm nửa tiếng đồng hồ cũng chẳng có tiền đâu.